Tư thế tiếp theo là tư thế căng người. Từ tư thế kim cương, chúng ta lại nghiêng người xoay sang bên trái, duỗi thẳng hai chân. Rồi, khép chặt hai bàn chân lại với nhau, úp lòng bàn chân xuống, thẳng lưng nào. Tay đưa thật xa về sau, hơi ngả người, tay đưa xa về sau. Ở đây cũng bắt đầu có định tuyến nhé. Các bạn có nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta đấy có một tay dẻo, một tay cứng, bao giờ cũng vậy, tay trái bao giờ cũng dẻo hơn tay phải. Lý do là khi chúng ta thử làm thử một cái test kiểm tra là khi chúng ta tắm ấy, chúng ta với như này, tay trái rất là dễ đúng không? Chạm được tay rất là dễ, nhưng tay phải hơi khó hơn và rất là khó. Thậm chí với nhiều anh, nhiều chú trung và cao tuổi đấy, hoặc nhiều cô cao tuổi đấy, cái việc với tay về sau vô cùng khó. Lý do là cái ổ khớp vai của chúng ta đã bị dính quá nhiều rồi, và cái cùi chỏ của chúng ta cũng bị dính ổ khớp quá nhiều. Vậy thì sẽ bị một tay trên, một tay dưới, một tay cao, một tay thấp. Chính vì vậy chúng ta phải chỉnh nhé, phải có ý thức chỉnh, hoặc là dựa vào các cái vạch định tuyến ở dưới thảm và chúng ta sẽ chỉnh. Rồi, sau khi có được cái form dáng trụ vững rồi thì bắt đầu mới đi vào tư thế nào, đẩy cao hông của mình lên, cao hông lên trước, cao đến mức có thể nhé. Rồi sau đó mới ngửa đầu ra. Rồi, thật là tuyệt vời. Các bạn quan sát mẫu nhé, duỗi thẳng căng đầu gối ra, không cần đẩy quá cao, chỉ cần thẳng căng đầu gối thôi. Thì ở đây này, các bạn sẽ nhìn thấy rằng này, ở động tác này tay hơi đưa về xa quá là nhiều về sau. Chính vì vậy gót chân phải lùi về phía tay khoảng tầm 5-7 cm, thêm một chút xíu nữa, chút xíu nữa. Rồi, đúng như vậy thôi nhá. Để động tác chuẩn một cách gần như là tuyệt đối thì chúng ta làm sao? Cố gắng này, từ cái ổ khớp vai, có nghĩa là từ đỉnh đầu đến mũi chân thẳng một đường. Nếu như có thể làm tốt thì đẩy càng cao lên càng tốt, càng cao lên càng tốt. Rồi, không cần áp lực quá, cố gắng áp lực nhé, mà chỉ cần duỗi thẳng thôi. Thì cái việc tập trung vào cái ổ khớp gối rất là quan trọng, giúp chúng ta giữ thẳng. Tiếp theo đó này, quan trọng nhất chính là trụ. Mất trụ sẽ không còn cái gì cả. Ở đây chính là cái cẳng tay, cánh tay của chúng ta phải chống vuông góc với thảm thì mới có sức để trụ chứ, tránh trường hợp bị duỗi về trước, đúng không ạ? Rồi, từ từ gập đầu lên, hạ xuống mông đúng vị trí cũ. Rồi, trở về thế kim cương ban đầu. Rất là đơn giản và dễ, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn ở video của lần tiếp theo.